Rồi em chào tất cả anh em ạ. À. Em chào anh Quắc, hôm nay em lại lên kênh của anh LTK nghe nè. Nhà vườn của em là Dương Minh Đạt, em ở Chợ Lách Bến Tre. Số Zalo của em là 039 5243 064 anh em ơi. Mong anh em đón xem và hợp nhãn ủng hộ nhà vườn em ạ. À. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi cây đầu lai là một cây 86 anh em, song hình ghép 86, mã số 1 anh em ơi. Mã số 1. Song hình ghép 86 mã số 1, cây này thì giao lưu anh em 800 em bao ship nha anh em. Rồi vành cũ em đo dày là 24 nha anh em. Vành thang 12. Chiều cao 36. Tán ngang 47 ạ. À. Rồi một cây song hình ghép 86 nha anh em. Cây này mở mở đầu liếp là một cây mã số 1, 800 em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha anh em. Rồi em xuống mã số 1 nha anh em ơi. Đấy, nhắc nhắc như đó đã thôi, không có đường đi ginh á. Mã số 2. Quên kiếm. Rồi mã số 2 của em là một cây linh sam luôn. Cây linh sam sam trắng hồng. Bên đây là có cành ghép bên đây nha anh em. Trắng hồng cây ghim, bên đây là cánh dây ghim. Rồi vành cũ em đo là 31. Vành thăng 14. Chiều cao 20. Tán ngang 36. Rồi mã số 2, mã số 2 của em là cây linh sam tán hồng ghim, hồng phấn. Hồng hồng phấn. Tán hồng luôn. Tán phấn hồng. Mã số 2. Rồi cái này 500 bao ship luôn em ơi, 500 bao ship ạ. À. Trắng phát hồng với gì? Dạ trắng phát hồng thì ghim, còn này 86 nhánh nhỏ này ghép. Cái này thì ghim. Rồi, em xuống mã số 2 nha nè. Rồi mã số 3. Rồi mã số 3 của em là một cây mai trứng thủy trung nâu nha nè. Rồi em đo vành cũ cây này là 32. Vành thăng 24. Chiều cao là 50. Tán ngang 50. Mã số 3 của cây mai trứng thủy trung nâu anh em ơi. Rồi cái này giao lưu anh em 2 triệu mốt em bao ship nha anh em. 2 triệu mốt em bao ship anh em ơi. Đấy chết cái lốc ghê kìa. Hồi dọn lại chứ đấy đây ngồi sô ghê. Rồi mã số 3 2 triệu mốt cho cây mai trứng thủy trung nâu em bao ship cả cây lẫn chậu nghe nè. Rồi mã số 4. Mã số 4 là 86 anh em ơi. 86 ghim nghe nè. Cây này cũng 800 luôn anh em ơi, bao ship luôn. Hoành thăng 9 cm. Chiều cao cây là 32. Tán cây là 60. 86 ghim nghe nè, mã số 4 ạ. À. 800k bao ship cả cây lẫn chậu luôn anh em ơi. Cây này khoảng 20-25 ngày nữa là ra hoa tím luôn em ơi. Tím cây luôn. Mã số 4, 86 ghi nè. 800 em bao ship nha nè. Rồi mã số 5. Mã số 5 của em là một cây mẫu đơn vàng nha nè. Mẫu đơn vàng một cục luôn. Rồi hoành đế em đo ngay đây là 34. Hoành thăng 12. Chiều cao 50. Đó số 5 ạ, à, một cây mẫu đơn vàng nha nè. Cái này vô luôn em 1 triệu 3 bao ship luôn em ơi. Đang nhóm bông nè. Đang lú đọt ra ba, ra hoa. Cái này chắc cũng cả tháng nó mới nặng. Mới vàng được. Mẫu đơn vàng lá nhỏ nha anh em, 1 triệu 3 bao ship cả cây lẫn chậu anh em ơi.
Rồi em xuống mã số 5 nghe nè. Rồi mã số 6 của em là cũng là trang vàng lá nhỏ luôn, mẫu đơn vàng lá nhỏ luôn em ơi. Rồi hoành cũ của cây này là 39, hoành thăng 14, chiều cao 50. Mã số 6 nha nè, một cây mẫu đơn vàng lá nhỏ luôn, cũng 1 triệu 3 bao ship luôn. 1 triệu 3 bao ship, cả cây lẫn chậu, cái này thì nó ra có hoa nhiều nhiều rồi nè. Cây thần chậu nha anh em ơi. Rồi mã số 6 ạ, mẫu đơn vàng lá nhỏ, 1 triệu 3 bao ship, cả cây lẫn chậu luôn, hình cũ rất là to nha nè. Rồi lên mã số 7 nha anh em ơi. Mã số 7 gò cong anh em, lá lớn, mang thủy lá lớn gò cong. Để này hơi có đò, đò mình cũ đi. Rồi mình cũ đặt là 36. Vành eo 19. Chiều cao 16. Tán ngang 34 ạ. Mã số 7 anh em, một cây gò cong anh em ơi, 1 triệu 9 em bao ship. 1 triệu 9 em bao ship ạ. Cây rất là lùng lực nên em, chiều cao chỉ có 16 thôi. Mã số 7 ạ, gò cong. Rồi anh em nào muốn xem kỹ thì anh em cứ inbox em sẽ gửi qua Zalo nha anh em. Anh em cứ yên tâm. Anh em muốn xem kỹ anh em cứ nhắn tin qua Zalo em sẽ quay kỹ lại cho anh em xem ạ. Rồi quanh cũ cái này là 49 ạ. Hoành thăng là 17 anh em. Chiều cao 27, một cây trang vàng lá tung. Mã số 8 anh em, trang vàng, mã số 8. Lá tung anh em ơi. Cái này 1 triệu 7 em bao ship ạ. Hình cũ nó tới 49 lần anh em ơi. Rất là to. 1 triệu 7 bao ship cả cây lẫn chậu nha anh em. Cây này cũ như cái bánh bao luôn. Rồi mã số 8. Ủa, mã số 9, lộn, mã số 8 mới xuống. Rồi mã số 9 của em là một cây gò cong nữa anh em ơi. Cũng là một cây gò cong luôn. Rồi quanh củ đế anh em. Củ đế là 43. Vành eo là 38. Chiều cao là 26. Tán ngang 60. Rồi mã số 9 là một cây gò cong anh em ơi. Cây gò cong lá lớn. Cây này thì liền sẹo anh em ơi. Liền sẹo, không sẹo nghe nè. Mã số 9 nè. Cây gò cong. Rồi cái này giao lưu anh em 10 triệu bao ship nha anh em ơi. 10 triệu bao ship cho cây gò cong lá lớn nè, liền sẹo. Rồi anh em hợp nhãn cái nào anh em chưa xem kỹ thì anh em cứ inbox Zalo nha anh em. Nhắn tin Zalo sẽ quay kỹ từ chi tiết cho anh em. Đào cái tay đầu. Hả? Cái chi đầu. Rồi chi 1. Cúc 1 nha anh em ơi. Cúc 1 là 8 sen. Cốc 1 là 8 sen nha nè. Rồi cái này 10 triệu bao ship anh em, mã số 9 ạ. Rồi mã số 10 là cũng là gò cong luôn em ơi. Mã số 10 là gò cong 1 triệu, 2 triệu mốt bao ship nha nè. 2 triệu mốt nè em ơi. Rồi em đo hoành trên đây nè, 27, 37. Chiều cao 22. Tán ngang 40. Rồi mã số 10 là một cây gò cong luôn em ơi, 2 triệu mốt bao ship. Cây này tương lai nghe nè, chỉ có 2 triệu mốt thôi, tương lai của nó là bằng cây 10 triệu nghe nè.
Em gán nuôi cái này chừng 5 năm nữa là bằng cây 10 triệu đó. Rồi mã số 10. 2 triệu mốt nha anh em ơi. Rồi 11. 11. 11 đâu. Giờ đi kiếm à. Rồi 11 các em là trung nâu ạ. Cây mai chứng thủy trung nâu. Lá nhỏ nha anh em. Rồi hoành em đo ngay vị trí này 29 anh em ơi. Chiều cao 40. Tán ngang 70 cho nó chẳng. 69 như 70. Rồi 11 là cây mai chứng thủy trung nâu ạ. À. Cây này giao lưu anh em 2 triệu 6 bao ship cả cây lẫn chậu luôn em ơi. 2 triệu 6 ạ, à, em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Nhà vườn các em là Dương Minh Đạt anh em, em ở chợ Lách Bến Tre anh em ơi. Số Zalo của em là 039 5243064 ạ. À. Anh em cứ xem hộp nhãn cái nào anh em cứ inbox, anh em muốn xem kỹ chỗ nào thì anh em cứ kết bạn Zalo, em sẽ quay kỹ cho anh em từng chi tiết luôn ạ. À. Rồi mã số 11, một cây mai thủy trung nu. 2 triệu 6 bao ship nha nè. Rồi 12. 12 gò công nha em ơi. 12 tiếp tục là gò công nha nè. Cái gò công này cái bài đế gì dữ à. Đế của nó là 44 nè em ơi. Thăng 25. Chiều cao 20. Tán ngang 35. Rồi mã số 12 ạ. 1 triệu 9 nè em ơi. 1 triệu 9 em bao ship. Cả cây lẫn chậu luôn. Mấy cái này tương lai lắm nè em ơi. Mấy cái này đầy tương lai luôn em ơi. Chỉ có 1 triệu 9 thôi. Này đế của nó quái. Đế này có tập tạ này nè. Rồi em lên mã số 13 nha anh em ơi. 13. 13 của em là 86. 86 gin nha nè. 86 gin. Tàn nó hơi to chút rồi. Rồi em đo ngay cái cũ này nha anh em ơi. 15. Cao 34. Tán hơi to anh em ơi. 70. Rồi mã số 13 850 bao ship nha nè. Tàn nó hơi rộng nè em ơi. Mấy cây này khoảng 20 ngày nữa tím cây hết anh em ơi. Rồi hoa tím cây hết. Mấy này anh em về bỏ khô á. Bỏ khô cho nó vàng lá một chút. Thấy nó hơi vàng vàng lá mình tưới nhẹ nhẹ lại ra bông à. Rồi 850. 850 em bao ship nha nè. Mã số 13 86 ghi nè. Mười bốn cũng là gò công anh em ơi. 14 gò công luôn, cái này cũng hàng lực nha nè, hàng tương lai anh em ơi. 33 cao 18 tán ngang 30. Rồi 14 màu cây gò công anh em, cũng 1 triệu 9 luôn. 1 triệu 9 em bao ship luôn. Mấy cây này tương lai lắm anh em ơi. Em có 5 cây rồi anh em ơi. Một cây gò công rất là ok nha anh em. Đầy tương lai luôn anh em ơi. Rồi em lên mã số 15 nha anh em. 15 của em giờ không biết đâu đây. 15 của em là một cây trung nu nha anh em ơi. Mai chứng thủy trung nu. Em đo hoành cũ đặt nha nè. 24. Hoành thăng 12. Chiều cao 19. Tán ngang 40. Rồi mã số 15 ạ. À. 1 triệu 2 em bao ship nha anh em ơi. 1 triệu 2 em bao ship. Cả cây lẫn chậu luôn nha anh em. Cả cây lẫn chậu luôn em ơi. Mã số 15. Kiếm 16. Đang quay 15 thì kiếm 16. Rồi em xuống mã 15 nha anh em. 1 triệu 2. Ở đây nè. 16 nha anh em. 16 là mà 86 nữa anh em ơi.
16 cũng 86 luôn nè. Cái này cũng khá đẹp nè. Rồi em đo ngay vị trí này anh em ơi, 20. Chiều cao 18. Khuôn tàn luôn cho nó rộng. 60. Rồi mã số 16 của em là 800 bao ship cho một cây 86 gin. Cả cây lẫn chậu luôn anh em, bao ship là cả cây lẫn chậu luôn. 800k bao ship nha anh em ơi. Vậy. Rồi 17 tiếp tục 86 luôn anh em ơi. 86 gin luôn. Hoành thăng 13. Chiều cao 30. Tán ngang 60. 800 luôn anh em ơi, 17 86 gin, 800k bao ship luôn ạ. À. Cả cây lẫn chậu luôn nha anh em. Tám cây nào? Rồi em nó 19. Rồi em lên mạch 18 anh em. Đây rồi 18 cây, đây cây này. Cây bự, cây bự, đứng đứng trong đó đi. Đứng trong đó được. Thử. Rồi 18 của em là một cây bự chà bá luôn, bởi vậy kiếm không ra. Cây bự quá, bộ số 18 bây giờ kiếm hoài không ra nè. Rất là to nha anh em ơi. Một thước với hai gan hở là mới chín. Nó chín đế nha anh em ơi. Rồi hoành tổng bệ là 1 ngược thước. Tổng bệ là 1m1 nha anh em, 1m1. Chiều cao, 50. Tán ngang 1m1.5. Lá lớn nè anh em ơi, lá lớn. Da đen lá lớn nha anh em. Da đen lá lớn sẽ mã số 18 ạ. À. Đây nó có cái thẹo ra nha anh em ơi. Đây. Thẹo ra nha anh em. Cứng hết à? Dạ, cứng cuốn mép hết rồi. Dạ. Rồi, chỉ có cái thẹo đó thôi. Còn lại là bình thường. Dạ. Còn lại là nguyên chi hết. Anh em cứ xem sơ bộ đi. Anh em muốn em quay video lại thì anh em cứ bình luận vô Zalo, em sẽ quay kỹ chi tiết cho anh em. Rồi mã số 18 ạ. À, cái này giao lưu anh em 22 triệu bao ship cho anh em ơi. Không chậu nha anh em. 22 triệu bao ship không chậu ạ. À. Cốt cành rất là ok anh em ơi. Rồi em lên mã 19 nha anh em. 19 của em là một cây linh sam, sam hồng phấn. Cây linh sam hồng phấn nha anh em ơi. Rồi mua đo nguyên cái cục bự này 37. Chiều cao 50. Tán ngang 60. Rồi 19 của em là một cây hồng phấn ạ. À. 2,5 triệu bao ship nha anh em. 2,5 triệu bao ship nha em ơi. Cây hồng phấn rất là dài nha gin luôn em. Cái này không biết gin nó ghép, em cũng không biết được. Giờ nhìn hết gà nè. Lá gin nó này. Mình chắc gin quá. Dạ, quay đi mày, quay đi. Lên ở bao xào đi ha. Ừ.
2 triệu rưỡi anh em ơi, bao ship cả cây lẫn chậu ạ, mã số 2019 nha nè. Yeah. 20. 20 là cây me nha anh em ơi. À, đứng đây, đứng đây. Cây me xa quá. Chỗ chặt nó để tùm lum hết ta. Cho lên luôn. Lấy cái chậu ra, lấy chậu ra. Rồi em đã hoành thăng anh em ơi, thăng 22. Chiều cao là 65. Tàn hơi rộng ạ. Tàn là 90 anh em ơi. Rồi mã số 20 là một cây me. Cây chua. Me này chua luôn. 32. Ủa mã số 20 là 3 triệu 2. 3 triệu 2 bao ship nha anh em ơi. Cho một cây me chua này ạ. Nhà vườn của em là Dương Đạt, anh em ở Châu Lách Bến Tre ạ. Số Zalo của em là 0395243064 ạ. Anh em hợp nhãn cái nào, anh em muốn xem kỹ chỗ nào, anh em cứ nhắn tin Zalo cho em. Em sẽ quay kỹ cho anh em xem kỹ kỹ hơn. Rồi, mã số 20 là cây me, 3 triệu 2 bao ship. Rồi em lên mã số 21 nghe nè. Hai mốt của em là một cái sam đao điểm nghe anh em ơi. Trời ơi mẹ nè. Cái lên sam đao điểm. Cái ghiên nghe nè. Eo. Eo là 29 à. Chiều cao. Cao là 47. Tán ngang 75. Giờ mới chá mắt rồi. Làm cho kỹ mới được. Đao điểm ghiên nghe nè. Cây linh sam đao điểm ghiên 21. Mã số 21 ạ. 3 triệu 9 em bao ship cả cây lẫn chậu luôn em ơi. 3 triệu 9 em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ạ. Linh sam đao điểm nghe nè. Bông tím đậm rất đẹp nè em ơi. Cây thang cò lắc rất là đẹp. Đường kính tàn tới 75 anh em ơi, cây này cũng hơi rộng ạ. Đóng cái thùng cũng hơi đuối đuối ạ. Dạ, có chậu luôn nha. Dạ, có chậu luôn, bao ship luôn, 21. Mã số 21. Rồi, 22. Em hai là mai chúng thủy lá lớn nha em. 2 triệu rưỡi bao ship luôn em ơi. Bọng tới dưới đít luôn nha nè. Bọng tới chân luôn. Vành đế của cây này là 84. Vành thăng là 43. Chiều cao 80. Tán ngang là 86. Cây này bọng xuống tới rễ luôn nha em ơi. 2 triệu rưỡi bao ship luôn. Bông ra thơm phức luôn em ơi. Lá lớn nè. Dạ lá lớn. Da xanh. Nhìn rất xanh quá. Yeah. Rồi 2 triệu rưỡi cho mã số 22. Hai mươi ba là một cây me. Cây khế. Ủa là một cây khế. Cây gần nè. Cái găng. Rồi em đo cũ nha anh em ơi. Cũ là 30. Cao là 30 luôn đi. Tán ngang 50. Rồi 1 triệu rưỡi bao ship luôn anh em ơi. Cả cây lẫn chậu luôn cho một cây khế găng ạ. 23 nha anh em. 23, mã số 23 ạ. 24 của em đâu ta. Để đi kiếm số giùm đứng. Rồi em lên 24 nghe anh em ơi. 24 em giờ kiếm không ra nè.
Có 24 rồi anh em ơi. Tưởng đâu mới ghi mà bán rồi chứ. Kiếm không ra nữa. Quanh thân cây này là 24 luôn anh em ơi. Chiều cao 50. Tán ngang 80. Rồi mã số 24 là một cây sông hình gấp 86 ngay nè. Cây này cây sông hình cây sâm khai thác đó anh em ơi. Cây này là cây gốc green khai thác nha nè. Đây cái lá khai thác nè. Nó nhọn quá. Ủa nó bầu. Rồi 24 mã số 24 3.4 bao ship cả cây lẫn chậu luôn anh em ơi. Sam khai thác ghép 86 ngay nè. Ghép tinh sam 86. 3.4 em bao ship ạ. À. Rồi em lên 25 ngay nè. 25. Rồi 25 của em là mini anh em ơi. 86 mini 350 bao ship. Em bao ship cho một cặp 86 mini. Rồi 26. 26 cầm tay luôn em ơi. Hỏi lên bằng say 400k. Đây em để tay cái vô nè. Cái vô góc nè. 400k một cặp nha nè. Rồi 27. 27 đầu. Lấy này xuống. Lấy chậu luôn. Rồi 27 của em là một cây trung nu nha anh em ơi. Mang thị trung nu nó nhỏ nha anh em. Rồi em đo cái cục này là 58. Ngay cái xương sống của nó đi. 35. Cao 34. Tán ngang 60. Mã số 27 nha anh em ơi. Mày chuyển thủy trung nu, lá nhỏ nha anh em. Nguyên một con thú luôn. Rồi giá của cây này là 10 triệu luôn nha anh em ơi. 10 triệu em bao ship luôn. Mã số 27 ạ. À. Đây cái mặt cắt đây anh em ơi. Cắt thì nó liền cũng liền khá rồi. Rồi 27 ạ. À. Cây này 10 triệu em bao ship nha anh em. Anh em xem kỹ chỗ nào anh em cứ kết bạn Zalo em sẽ quay kỹ từ chi tiết cho anh em ạ. À. Rồi 28. Nặng á. Rồi 28 là một cây lá lớn nha anh em. Da trắng hay da đen gì đó chứ không phải da xanh. Rồi và đấy của cây này là 1m4. Vành eo 30. Chiều cao 75. Tán ngang 70 ạ. À. Mã số 28 anh em ơi. Mã số 28 ạ. À. Cây này 6 triệu bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha nè. 6 triệu bao ship cả cây lẫn chậu luôn ạ. À. Mã số 28 anh em ơi. Mình đế 1m4, hoành eo là 30 nha nè. Hoành eo trên đây 30. Rồi mã số 28 ạ. À. 6 triệu bao ship. Anh em cứ hợp nhãn cái nào anh em cứ kết bạn Zalo nha nè. Kết bạn Zalo em sẽ quay kỹ cho anh em xem từ chi tiết luôn ạ. À. Rồi 29 anh em ơi. 29 của em là một cây lá lớn luôn em ơi.
Cái này da gì đây không biết luôn. Dạ, anh em cho gia vị cũng được. Rồi hoành đế của cây này là 99. Rồi hoành em đo tên cái chỗ này một cái đi. 43. Hoành eo 22. Ho luôn rồi. Chiều cao là 67 ạ. Tán ngang 68. Rồi mã số 29 nha nè, 6 triệu luôn em ơi. 6 triệu bao ship luôn. Cả cây lẫn chậu luôn nha nè. Cái này bởi đế đặt á. Cái này im. Có tương lai. Mẹ. 30, 30 lòng cây me. Lại là một em me. Quanh thân cây này là 27 cây nè. Chiều cao cây là 33. Tán cây là 70. Chua ha. Me chua ạ. 30, mã số 30. Rồi cây này 3 triệu mốt bao ship luôn em ơi. 3 triệu mốt bao ship luôn. Cho một cây me chua. Rồi 32. Hàng cầm tay. Ố 31. Nhảy rồi. Này nhảy số rồi. 31 cây nè. Một cây mang thủy nè, lá lớn. Dạ. 86. Rồi hai cây này một cặp 400 bao ship luôn em ơi. Dạ. 32. 86 gin cây nè. 86 gin dán nhanh nhanh. Hình cũ của cây này là 19 nha em ơi. Chiều cao 236. Tán ngang 45. Mã số 32 ạ, 850 luôn. 850 bao ship cho cây linh sam 86 gin. Rồi, 33 cuối clip luôn. Cuối clip là mã số 33, cuối clip là cây đẹp nhất luôn. Hoành đế 44. Hoành thăng 30. Chiều cao 20. Tán ngang 37 ngay nè. Rồi mã số 33, 2 triệu bao ship luôn. Cây gò công anh em ơi. Cây này tương lai nè. Cái này đầy tương lai luôn em ơi. Cuối clip là mã số 33 ạ. 2 triệu bao ship. Rồi cuối clip em cũng xin chúc sức khỏe anh em ạ. Chúc sức khỏe anh em dồi dào sức khỏe. Anh em hợp nhãn cây nào anh em cứ inbox Zalo giúp em ạ. Em sẽ gửi hình cây và báo giá cho anh em trực tiếp hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều.